Đấu La Đại Lục phần 2 tập 684, Phong Hào Đấu La đối hạo phần 3, Tuyệt Thế Điều Môn. Chân tâm vẫn tính, hy vọng rằng các người có thể thông qua. Ánh sáng lúc này lóe lên, hai người của Đới Hòa Bân vào chú lộ lập tức biến mất. Bên tai của Vũ Hạo và Vương Đồng Nhí cũng đồng dạng vào lên âm thanh bình thản, nhưng mà lời nói lại hoàn toàn khác biệt với Đới Hòa Bân vào chú lộ. Bạch Hổ công tước gặp nạn, Vũ Hạo có cơ thể bằng vào tinh thần lực của mình nhắc nhở hắn, đồng thời bằng vào năng lực của bản thân đạt được sự tin tưởng của Bạch Hổ công tước, khiến cho hắn thay đổi lộ tuyến, trở thành nhân tố trọng yếu trong quá mức mạo hiểm. Nhưng các người cũng không phải là hoàn toàn bằng vào năng lực của bản thân đuổi đi địch nhân, mà là mượn nhờ ngoại vật, bởi vậy có bước mạo hiểm không hoàn toàn thông qua. Nhưng lại tình các người về sau coi như là kịp thời có hành vi cứu người, giảm bớt tổn thất cực lớn cho Bạch Hổ thân vệ. Coi như các người hoàn mỹ thông qua quá mức mạo hiểm, nguyên bản ban thưởng cho mỗi người các người được một khả năng khôi phục lại khi trọng thương, nhưng các người lựa chọn toàn thể khôi phục lại nên hủy bỏ ban thưởng. Quá mức mạo hiểm trở lên con số 0, không cần phải tiến hành thêm một lần quá mức mạo hiểm nữa, phải thông qua mới có thể tham dự cửa thứ 3, chân tâm vấn tính. Chuẩn bị sẵn sàng, quá mức mạo hiểm lần 2 bắt đầu. Vũ Hạo và Vương Đồng Nhi lúc này mặc dù vẫn là như cũ có cảm giác trời đất quay cuồng, càng không thấy được rõ ràng bất luận là cái gì xung quanh, nhưng vào giờ phút này đấy, khóe miệng của bọn hắn lại tràn đầy vẻ mỉm cười thoải mái, tay của bọn hắn lại là nắm thật chặt. Bọn hắn không chút nào hối hận khi mà lại tiến hành trong một lần nữa mạo hiểm, có thể khiến cho những trung tâm thần sĩ có thể sống lại. Bọn hắn đều là cảm thấy cho dù là phải trải qua bao lần mạo hiểm đều là đáng giá. Vào giờ phút này đấy, trong lòng của bọn hắn chỉ là cảm thấy cực kỳ là thỏa mãn. Ngay khi Vũ Hạo và Vương Đồng Nhi biến mất trong màn ánh sáng, thì một lần ánh sáng trắng rơi xuống vách núi, ánh sáng tàn đi, hiện ra Bạch Hổ công tước hai mắt đỏ bừng. Nhưng ngay lập tức, hắn thấy đường từng tiên Bạch Hổ thần vệ đang bình yên vô sự đứng trong sơn cốc toàn quái cổ thạch lấm chấm, làm cho hắn liền là ngây ngẩn cả người. Lúc này thì viện quân đến từ quân danh bên đó đã tuổi tới, lập tức đứng bên cạnh Bạch Hổ công tước. Mà trên bầu trời, ánh sáng của Nhật Nguyệt Thần Châm vẫn là đang lập lòe. Đáng tiếc là địch nhân đã trốn ra khỏi phạm vi dò xét của Nhật Nguyệt Thần Châm. Mắt thấy cả đám thuộc hạ của mình đều sinh lòng hoạt hố, lại nhìn vào trong kim ngân song sắc ánh sáng đang ra hỏa ở trên bầu trời. Trong lòng của Bạch Hổ công tước nhất thời hiện lên trăm mỗi cảm xúc ngổn ngang. Là ai? Đến cuối cùng là ai để cứu giúp ta trong cơn nguy khốn này? Là ai? Bạch Hổ công tước ngơ ngác đứng đó, một lúc lâu mới là không lên tiếng. Quay trở lại với Bối Bối và Tử Tâm Thạch. Tình huống của Bối Bối và Tử Tâm Thạch lúc này có chút là hỏng bét. Sau khi tao ngộ đội lục soát của Minh Đô, hai người không thể nào là không ngại xông ra bên ngoài. Nếu không, bọn hắn căn bản là không cách nào giải thích rõ ràng thân phận của mình. Hơn nữa, hình dạng của bọn hắn cũng không giống như là người của đế quốc Nhật Nguyệt. Nhưng bọn hắn xông ra được một chi vệ đội lại là hấp dẫn tới càng nhiều địch nhân. Cho tới sở các này đấy, Bối Bối và Tử Tâm Thạch mới là biết được danh xưng đại nhất thành phố công tưởng thành trên đại lục này đáng sợ đến cỡ nào. Mặc dù xung quanh là từng bức tường nhà đổ vỡ, nhưng mà một vài loại phòng ngự hồn đạo khí vẫn như cũ ở khắp mọi nơi. Nhưng càng thêm đáng sợ vẫn là hồn đạo khí trinh sát ở trên không trung. Mặc dù đẳng cấp của bọn chúng cũng là không cao, nhưng những kiện hồn đạo khí trinh sát cấp thấp này lại là vô cùng thực dụng. Một mực lơ lửng theo sát bọn hắn ở vài trăm mét ở trên không trung, có hồn đạo khí trinh sát chỉ dẫn, một đội binh sĩ của đế quốc Nhật Nguyệt không ngừng là tiến hành bao vây chặn đánh bọn hắn. Dù thực lực của bọn hai người đều là không yếu, nhưng cũng đã là ngàn cân treo sợi tóc. Mà cũng bởi vì bọn hắn chống cự mãnh liệt, bắt đầu là có hồn đạo sư xuất hiện ra chặn đường của bọn hắn. Mà lúc này đấy, phạm vi sông ra của Minh Đồ từ phía tây vẫn là còn khoảng cách khá là xa. Càng làm tâm tình của Bối Bối và Từ Tâm Thạch hạ thấp là thân thế của bọn hắn chưa khỏi hẳn, đã là bắt đầu càng lúc càng ảnh hưởng đến bọn hắn thực lực bản thân rồi. Quay trở lại với Vũ Hạo và Vương Đồng Nhi, kim quang lóe lên, Vũ Hạo và Vương Đồng Nhi một lần nữa là cảm giác được mặt đất dưới chân mình. Hai người đều hơi thích ứng một chút mới là từ trong cảm giác choáng váng tỉnh lại. Vũ Hạo ôm lấy Vương Đồng Nhi, theo bản năng lập tức mở ra tinh thần tham giác. Đầu tiên là làm cho Vũ Hạo cảm thấy vui mừng chính là trạng thái thân thể của mình. Lúc trước vì cứu trợ Bạch Hổ thân vệ, hắn và Vương Đồng Nhi đều là suýt nữa kiệt lực, mà lúc này hắn lại là phát hiện ra bản thân chẳng những tinh lực là dồi dào, trạng thái thậm chí càng tốt hơn so với trước kia, ngay cả hồn lực trong cơ thể giống như cũng là có chút tiến bộ, tinh thần lực cũng trở lên càng thêm cố đọng. Nhưng mà ngay sau đó sắc mặt của Vũ Hạo liền là đại biến, kinh hồn một tiếng rồi nói: "A, à, làm sao vậy?" Nghe hắn kêu lên một tiếng, Đồng Nhi tự nhiên là cũng khẩn trương hơn.
Vua Hạo một mặt đau lòng lên tiếng: Nhật Nguyệt Thần Châm của ta vẫn là còn trong tay của Bạch Hổ Công Tước, đó chính là một kiện đỉnh cấp hồn đạo khí cấp 9. Nếu không phải là Tịch Thủy Minh muốn lôi kéo ta, thì sợ rằng cũng không thể nào khiến cho vị Thái Tử Điện Hạ để tinh công đấu la Điệp Vũ Lâm làm giá đâu. Hắn thông minh đến cỡ nào có chứ? Ban đầu ở giải đấu Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh, hắn đã lập tức là đoán được nguyên nhân tinh công đấu la xuất xa Nhật Nguyệt Thần Châm. Quyết định thắng bại của cuộc thi so tài vẫn là chiến đấu. Mà đám hồn sư của Tịch Thủy Minh đều là biết rằng tà vũ hồn kỳ sĩ quán là sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Dùng hồn đạo khí cấp 9 cộng thêm tinh trang hồn đạo đạn phá cấp 9 để thu mua hắn, kỳ thật thì cũng chỉ là vì tăng cường thực lực của Thánh Linh Giáo. Thực tế chứng minh Thánh Linh Giáo dự đoán thực lực của Vũ Hạo cũng vô cùng chính xác. Cho dù là Diệp Cốt Y có lại vũ hồn là thiên sứ cường đại xuất hiện, Vũ Hạo vẫn là đạt được thắng lợi cuối cùng. Về phần Diệp Cốt Y, lúc này nàng tương đối là đáng thương. Vũ Hạo ban đầu đưa nàng vào trong vòng linh bán vị diện của hắn, chuẩn bị khi mà trận đấu kết thúc, bản thân đã thoát hiểm vì là thì là nàng ra bên ngoài. Nhưng mà ai biết rằng đột nhiên là xuất hiện ra tình huống càn khôn vấn tình cốc, lại có thể ngăn cách liên hệ giữa hắn và vòng linh bán vị diện, cũng chỉ là có thể để cho Diệp Cốt Y ở trong đó lâu một chút mà thôi. Đương nhiên, Vũ Hạo vẫn là khá chắc chắn đối với sự an toàn của Diệp Cốt Y. Vòng linh bán vị diện là do Y Lão chuyển cho Vũ Hạo, thân là lão sứ, thời điểm Y Lai Các Tư đem tặng vòng linh bán vị diện cho Vũ Hạo, liền đem chìa khóa khống chế vị diện cho hắn. Mặc dù thực lực của Vũ Hạo cũng là còn xa xa, không đạt được cảnh giới triệt để khống chế, hoàn mỹ kết hợp với vòng linh bán vị diện, nhưng phân ra một khu vực an toàn vẫn là không có vấn đề gì cả. Mất đi Nhật Nguyệt Thần Châm thật sự là khiến cho Vũ Hạo đau lòng. Có thứ đồ chơi này, với thực lực vũ hồn song sinh của hắn, trong tương lai chỉ cần đạt đến cấp bậc là hồn đấu la là có thể sử dụng, đó chính là một kiện hồn đạo khí cường đại đến mỗi là ngay cả siêu cấp đấu la cũng phải kiêng kỵ. Người đau lòng thật sao? Vương Đông Nhi giống như là cười mà không phải cười nhìn vào hắn. Vũ Hạo ngẩn người rồi nói: Ta không nên đau lòng sao? Vương Đông Nhi bụt miệng cười, ôm lấy cánh tay bao trùm kim loại hiếm quán lên tiếng: Dù sao cũng không phải là trò ngại nhân. Vẻ mặt của Vũ Hạo lập tức là trở nên hơi cổ quái. Hồi tưởng lại đến từng màng phát sinh lúc trước, hắn đột nhiên phát hiện ra hận ý của bản thân đối với người này lại rõ ràng có chiều hướng suy yếu. Bản thân vốn lên cực kỳ là kiểu hận hắn, nhưng khi mà thân ảnh cao lớn ấy bị bảo vệ thuộc hạ của mình mà dứt khoát lưu lái, khiến trong lòng của Vũ Hạo tràn đầy ý niệm khâm phục tôn kính. Không, ta sẽ là không tha thứ cho hắn, trong lòng của Vũ Hạo dùng sức nói với bản thân. Nhưng mà vừa nghĩ tới Nhân Nguyệt Thần Châm là cho hắn, trong lòng của mình tự hồ là cũng thật là không đau lòng. Cho thì cho vậy, tối thiểu là có Nhật Nguyệt Thần Châm liền có thể bảo đảm được an toàn của hắn, để hắn không dễ dàng bị địch nhân giết chết, còn chờ ta trở về báo thù. Nghĩ như vậy, Vũ Hạo cũng là lập tức cảm thấy bản thân đã là thông suốt, biểu hiện trên mặt cũng không khôi phục lại bình thường. Đúng vào lúc này, thanh âm bình thản lại lần nữa vang lên khiến cho thần kinh của Vũ Hạo và Vương Đông Nhi trở nên có chút nhạy cảm. Quá mức mạo hiểm bắt đầu, đề mục mạo hiểm, cứu vớt. Lại là cứu vớt. Có điều ngay sau đó, sắc mặt của Vũ Hạo lập tức là trở lên ngưng trọng. Các ngươi hiện tại đang ở phía tây của Minh Đô, Bố Bối và Từ Tâm Thạch đang phá vây về phía này. Khi bọn họ thoát khỏi hiểm cảnh, đồng thời trở về bên trong sơn tây mới là xem là mạo hiểm thành công. Mạo hiểm thất bại, trừng phạt là tử vong, đồng thời Bố Bối và Từ Tâm Thạch cũng sẽ chết. Quá mức mạo hiểm bắt đầu. Đại sư huynh và Tam sư huynh lại đang tiến hành quá mức mạo hiểm bên trong Minh Đô. Lúc này Minh Đô là địa phương nguy hiểm đến mức nào đấy, nhất thời khiến cho trong lòng của Vũ Hạo hoảng sợ một trận, đồng thời cũng là rất là phiền muối, bởi vì càn khôn vấn tình cốc gợi ý cho bọn hắn thật sự là quá ít. Nó chỉ nói là để cho mình vào Đông Nhi cứu người, nhưng lại căn bản không cho thêm vị trí chính xác. Nói một cách khác, bọn hắn trước tiên là còn phải là tìm ra Bố Bối và Từ Tâm Thạch mới được, hơn nữa còn phải là xông ra trùng vây, chuyện này khó khăn đến chừng nào đấy. Có điều lúc này Vũ Hạo đột nhiên là có một chút cảm giác kỳ dị. Hắn kinh ngạc phát hiện ra khí tức vô hình của càn khôn vấn tinh cốc một mực là áp chế hắn, tựa hồ là có biến hóa. Mà biến hóa này mang tới chỗ tốt chính là hắn có thể liên hệ với vòng linh bán vị diện của bản thân. Có thể liên hệ với vòng linh bán vị diện cũng có nghĩa là hắn có thể vận dụng sức mạnh của Y Lai Các Tư lưu lại cho mình. Đồng thời còn có Vũ Hạo giữ chặt tay của Vương Đồng Nhi, miệng niệm chú ngữ, ánh sáng lóe lên, hai người lập tức là tiêu thất ở trong hư không. Ngay sau đó, một thế giới rất lạnh ấm lánh lập tức hiện ra trước mắt của bọn hắn, chính là vòng linh bán vị diện của Vũ Hạo. Vòng linh bán vị diện do Tử Linh Thánh Pháp Thần, vòng linh thiên tài Y Lai Các Tư sáng tạo ra, đúng là không tầm thường. Vũ Hạo vừa tiến vào trong nơi này, lập tức liền là cảm giác được khống chế của vực càn khôn vấn tinh cốc đối với mình tựa hồ là biến mất. Nói một cách khác, hắn chỉ cần ở chỗ này, hắn có thể là không bị càn khôn vấn tinh cốc ảnh hưởng. Đáng tiếc là hắn căn bản không thể là một mực trốn ở chỗ này được. Vũ Hạo thầm thà một tiếng,
Càn Khôn Vấn Tinh Cốc thật sự là quá giả hoạt. Nó phát ra nhiệm vụ là để cho chính mình cứu vớt Đại Sư Huynh và Tam Sư Huynh, cũng vì vậy mà buông lỏng một chút trói buộc đối với bản thân. Tiến vào vòng linh bắn vị diện đúng là có thể không chịu đến ảnh hưởng, nhưng vấn đề là hắn có thể mặc kệ Đại Sư Huynh và Tam Sư Huynh, mang theo đồng nhi cứ như vậy mà chạy trốn. Điều này hiển nhiên là không thực tế. Người xuất cuồng đã đến rồi, ta còn tưởng rằng người là đồ lừa đảo. Âm thanh có chút oán giận vang lên, ngay sau đó một bóng người màu vàng hiện lên, vẻ mặt thanh tú động lòng người nhưng mà tràn đầy tức giận của Diệp Cốt Y xuất hiện ra trước mặt của Vũ Hạo. Diệp Cốt Y đúng là vô cùng là phẫn nộ, sau khi Vũ Hạo dùng thực lực đánh bại nàng, nàng đối với thuyết pháp của hắn đã là tin tưởng hơn phần nữa. Sau đó Vũ Hạo liền lạc đem nàng dẫn tới nơi này, địa phương tràn đầy sinh vật vong linh buồn lôn, cũng không biết rằng hắn làm như thế nào, nhưng mà sinh vật vong linh lại là không đến gần phía nàng. Nhưng vô luận như thế nào, đối với người có được vũ hồn thần thánh thiên sứ như là nàng mà nói, khí tức của vong linh vì diện thật sự làm cho người ta rất là buồn nôn khó chịu. Vũ Hạo lại đi đầu đến lâu như vậy, Diệp Quốc Y không ý chỉ làm một lần nữa đi xử lý một vài sinh vật vong linh để cho bản thân phát tiết với cái thế giới buồn nôn này. Nhưng mà nàng cũng biết rằng sinh vật vong linh lời này không giống bình thường, tiêu diệt những sinh vật vong linh tràn ngập khí tức quang minh này các bạn sẽ không trả lại cho nàng bất kỳ lực lượng nào cả, càng sẽ không tăng cường cho bản thân nàng hơn nữa. Nhìn về phương xa lại thấy được cả một đại quân vong linh không thấy điểm kết thúc, coi như nàng tin vào thực lực của bản thân cũng không có khả năng thật sự đi cứng đối cứng với bọn chúng. Chờ đợi thật là lâu, rốt cuộc đã là đợi được Vũ Hạo đến, nàng không phát tiết mới là lạ. Vũ Hạo áy náy lên tiếng rồi nói: "Thật có lỗi Diệp Cốt Ý, chúng ta cần một chút tình huống đặc biệt, ta lập tức làm mọi người ra bên ngoài. Có điều sau khi ra ngoài, có muốn nhờ người giúp một tay, bằng hữu của chúng ta ở trong Minh Đô, chúng ta phải đi tiếp ứng cho bọn hắn chạy ra." Diệp Cốt Y hừ lại một tiếng rồi nói: "Ta dựa vào cái gì mà giúp người? Ngươi là một tên tà hồ sư đáng ghét, ta còn không biết rõ ràng tình huống của người đây." Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ liền nói: "Tùy người đi, dù sao ta tới đây chủ yếu là cũng chỉ là thả người ra. Lớn như người không nguyện ý giúp chúng ta, vậy thì người cứ sợ đi trước, bên ngoài rất là nguy hiểm, đến đây đi." Dứt lời, hắn lưng tay phải lên, chủ ngữ tối nghĩa khó hiểu không ngừng từ trong miệng quán vang lên. Một tầng hào quang màu xám kỳ dị đem ba người ôm chặt ở bên trong. Vũ Hạo dù sao thì trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Cốt Ý vẫn hiện lên vẻ căm ghét, nhưng cuối cùng lại là không có lẽ tránh. Hơn nữa, nàng bắt đầu là nhìn chằm chằm vào Vương Đồng Nhi bên cạnh Vũ Hạo. Một thân trang phục màu trắng của Đồng Nhi đem thân thể mềm mại của nàng phác họa như là cực kỳ hoàn mỹ. Mặc dù từ dáng người nhìn lại, Thu Nhi so với nàng còn có vẻ là hơn ngây ngô, nhưng chính phần ngây ngô này khiến cho vẻ đẹp của nàng càng tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Mái tóc dài màu phấn lan xõa sau ót, đôi mắt to tròn cũng là màu tóc màu phảng phất như là hai viên đá quý nhẹ nhất ở trần gian, dáng vẻ yêu kiều cười cười khẽ khiến cho Diệp Cốt Ý cho dù là luôn luôn tự tin đối với dung mạo của bản thân cũng là đều nhìn là đến ngây ngất. Có điều nàng cũng không ngây người quá lâu, bởi vì sau đó cả ba liền là biến mất ở trong màn sáng mặn veo. Khi từng vong linh mà pháp khiến cho Diệp Cốt Ý bừng tỉnh từ cảm giác ngây người. Nàng mặc dù là rất chán ghét loại ký tức này, nhưng lại không thể không tiếp nhận nó ở trong khoảng 10 giây, để nó mang theo nàng một lần nữa trở về thế giới quen thuộc.